nhiều người nghĩ làm thẩm mỹ chỉ vì tiền, làm cho những người có tiền. Nhưng có những người thực sự cần thay đổi diện mạo, tạo hình thẩm mỹ, xóa khiếm khuyết, viết tương lai. Đầu ngày mới, bác sĩ Lê Viết Chí, giám đốc bệnh viện thẩm mỹ GK luôn có mặt từ rất sớm. Thân thiện, vui vẻ, tràn đầy năng lượng, đó là những điều ai cũng có thể thấy từ vị bác sĩ này. Không chỉ với bệnh nhân mà còn với những người cấp dưới của chính mình. Xuất phát điểm là một vị bác sĩ chuyên khoa tai mũi họng, nhưng với tình yêu và niềm đam mê với nghề tạo hình thẩm mỹ, thạc sĩ bác sĩ Lê Viết Chí đã quyết định trở thành một bác sĩ thẩm mỹ chuyên sâu. À, bác ơi, thì hôm nay đã có 5 ca đang mổ đã được lên lịch, với lại là 8 ca đang tư vấn mới á. À, một ca nào thêm tới chưa em? À, dạ, đang có một ca đang đợi bác á, với lại là phòng mổ cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ca đầu tiên rồi ạ. À, là chạy mình đi ra tư vấn trước rồi xong rồi xuống phòng mổ nhé. Dạ rồi, cảm ơn bác. Những trường hợp mà sẹo quá xấu thì mình cắt đi để cho nó bớt đi thôi, chứ còn sẹo quay mình thấy cái mức độ nó không có nhiều, nó chỉ là một cái sẹo rất là nhỏ. Mà những trường hợp có sẹo nhỏ như vậy nó cắt xong nhiều khi nó cũng không có cải thiện bao nhiêu hết cả. Cho nên khi nào mà thực sự cần thiết thì mình hãy làm, còn đối với trường hợp quay có nghĩa là nó có sẹo rất là nhỏ vậy thì theo anh thì không nên nhé, không nên cắt nhé. Hồi xưa hồi mà lúc mình mới chuyển qua làm thẩm mỹ thì có cái suy nghĩ rằng là bác sĩ là mình phải làm để mà cứu người, phải giúp đỡ mọi người bệnh thì đó mới là bác sĩ. Mà đến khi mình qua làm thẩm mỹ rồi thì mình nhận thấy rằng là đâu phải chỉ là bác sĩ tai mũi họng mới có thể cứu người, giúp người. Bác sĩ tạo hình thẩm mỹ vẫn có thể giúp được, bằng chứng là mình giúp cho được rất nhiều các bạn mà bị dị tật. Đối với bác sĩ Chí, việc cứu được diện mạo của một người như giúp họ mở thêm một con đường sáng lạng, giúp họ thành công và tự tin hơn trong cuộc sống. Khi mình làm bác sĩ thẩm mỹ thì mình gặp rất nhiều các em bị dị tật ở cái mũi và môi, trong cái bệnh lý và dị tật sức môi hả mẹ. Thì đa số các em đó là có cái mũi nó bị di lệch hết, cái cánh mũi nó lệch qua bên, cánh mũi gãy và hai bên nó không cân đối, vùng môi thì có sẹo môi và cái viền môi thường không cân đối. Đó là một cái động lực để cho mình phát triển cái chương trình vì sống là sẽ chia. Thật ra những cái ca mà lúc đầu tiên mình làm là mình cảm thấy ấn tượng nhất, tại vì thời điểm đó cũng ít có nhiều người, ít có bác sĩ làm những cái tạo hình mũi môi cho các em. Có một cái chị khách hàng thì là một giống như là một đại gia ở ngoài Hà Nội, ngoài miền Bắc ha. Chị đến tất cả những cái bệnh viện ngoài đó làm rất nhiều lần rồi, nhưng cái mũi cái môi nó vẫn không hoàn thiện được. Tình cờ thì chỉ biết được là ở trong Sài Gòn thì mình có làm cái này thì chị bay vào. Sau thời gian nói chuyện rồi thì chị về nghiên cứu, suy nghĩ lại thì chị quyết định làm. Chị là Dương Kim Tuyên, quê ở Thái Nguyên. Chị đang làm việc ở Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Và công việc chính của chị là kinh doanh.
Chị bị sứt môi bẩm sinh, nhưng mà chị phẫu thuật từ năm chị được 10 tuổi. Bây giờ thì chị muốn để cho nó hoàn thiện hơn ấy. Bạn giới thiệu bác sĩ Trí chuyên phẫu thuật liên quan đến sứt môi bẩm sinh. Chị có tìm đến để phỏng vấn, gặp trực tiếp và trao đổi với bên tháng rồi. Chị cũng mong muốn là sửa làm sao tối đa để cho mình có cái khuôn mặt hoàn chỉnh nhất. Cái lúc mổ xong thì chị đã thấy rất hài lòng rồi. Nếu mà ai mà chưa gặp chị bao giờ thì họ không biết chị sứt môi ngày xưa bé, sứt môi bẩm sinh. Thế còn ai đã từng gặp chị trước và sau đó chị đi phẫu thuật về, mọi người đều wow, lần này thay đổi thế, xinh thế, rồi làm phẫu thuật ở đâu đấy. Từ lúc đấy chị cũng thấy chăm sóc bản thân hơn, tự chị cũng thấy là bây giờ chị xinh đẹp hơn. Để mà có một cái đẹp hoàn hảo hơn, toàn diện hơn thì chị nghĩ là mọi người cần đến nhờ đến bàn tay vàng của bác sĩ Trí. Bằng cái tâm và đôi bàn tay khéo léo, bác sĩ Lê Viết Trí đã tái sinh diện mạo cho hơn hàng chục nghìn ca phẫu thuật sứt môi hở hàm ếch, giúp họ thay đổi cuộc đời, bước sang một trang mới tốt đẹp hơn. Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất của em tới bác sĩ Trí cũng như là đội ngũ y bác sĩ tại bệnh viện của mình đã tư vấn cũng như chăm sóc cho em trước, trong và sau quá trình phẫu thuật của em. Em cảm ơn rất nhiều. Con xin cảm ơn bác sĩ Trí và toàn bộ anh chị ở Mỹ DK Nhật Hàn đã giúp con lấy lại được tự tin và có được ngày hôm nay ạ. Cảm ơn bác sĩ Trí và đội ngũ y bác sĩ đã giúp em, tuy ca phẫu thuật của em rất là khó. Nhưng bác sĩ vẫn cố gắng giúp em có được một chiếc mũi rất là cao. Em cảm ơn bác sĩ Trí, các bác sĩ trong ekip mổ và các anh chị ở đây đã rất tận tình với em. Em rất cảm ơn bác sĩ Trí đã mang lại cho em một khuôn mặt mới. Là một vị bác sĩ tận tâm với nghề, bác sĩ Trí luôn đặt kết quả thẩm mỹ của khách hàng lên trên hết và luôn tận lực với tất cả các khách hàng của chính mình. Tuy nhiên sẽ có những trường hợp được dự đoán không thay đổi nhiều sau phẫu thuật, thì bác sĩ Trí sẽ trở thành những người bạn giúp tâm lý của họ tự tin hơn và tránh tốn những khoản chi phí vô ích. Mình nghĩ là có thể đẹp hơn, mình mới nhập. Cái gì mà không đẹp hơn, cảm thấy rằng là làm xong có thể nó không cải thiện nhiều thì mình không bao giờ nhập. Làm bác sĩ là phải làm sao để cái tâm đặt lên hàng đầu. Và mình nghĩ rằng là một khi mình đã sống có tâm, sống tất cả vì nghề, đừng có nghĩ là đặt cái mục tiêu kiếm tiền lên trên hết. Cố gắng làm sao để đem lại cái hạnh phúc cho khách hàng, cho mọi người. Kể từ sau Covid hả? Tức là cũng đầu năm 2022 thì JK sẽ chuyển đổi qua cái mô hình bệnh viện. Thì mục tiêu của chuyển đổi qua cái mô hình bệnh viện là để đem lại cái sự an toàn hơn cho khách hàng. Làm cho khách hàng mà khách quay trở lại cái khám khoe với mình, em cảm thấy rất là hài lòng với cái kết quả đã làm. Đó là cái mà niềm hạnh phúc. Khi nào hết mổ được thì thôi, có thể mình không làm nhưng mà mình làm cố vấn cho các em. Ví dụ như là lúc nào đó tay chân mình run rồi thì sẽ có những đệ tử, có những bạn sẽ đi theo mình, giống như là đôi tay nối dài của bác sĩ Trí vậy, có thể là phải tới chụp phổi. Bệnh viện thẩm mỹ JK, ngôi nhà thứ hai của bác sĩ Trí, nơi quy tụ những cộng sự cùng chí hướng, giỏi chuyên môn với nhiều năm kinh nghiệm trong việc phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ. Đánh thức vẻ đẹp tiềm ẩn trong mỗi con người.